Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 12 km về phía Tây, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và đặc biệt là nghề đúc đồng cổ truyền nổi tiếng. Qua nhiều thăng trầm, nghề đúc đồng ở làng Trà Đông vẫn được lưu giữ với những công đoạn thủ công truyền thống theo phương thức cha truyền con nối, trong đó phải kể đến nghệ thuật đúc trống đồng. Để làm được một chiếc trống đồng, nghệ nhân không chỉ dùng đôi tay mà còn phải thổi cả tâm hồn vào đó. Đây là cả một quy trình kỹ thuật phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, từ đắp lên khuôn, tạo hình, làm hoa văn, nung đốt. Cuối cùng đến lúc nấu đồng rót vào khuôn xong thì được sản phẩm, lúc đó mới đem ra làm nguội. Để làm ra một sản phẩm từ cái đồ dùng hay là cái sản phẩm như cái trống đồng thì tất cả các giai đoạn đều rất quan trọng. Nó chỉ cần đi sai một khâu từ cũng hỏng sản phẩm. Làm được khuôn, nấu đồng đổ vào khuôn là lúc quan trọng nhất để quyết định sự thành công hay không là cái giai đoạn đó. Mỗi họa tiết, hoa văn được tạo tác trên bề mặt trống cũng là một tác phẩm tinh xảo, chứa đựng giá trị biểu tượng lớn lao. Từ tín ngưỡng thờ thần mặt trời qua họa tiết cánh sao ở chính giữa, những hình ảnh người, chim thể hiện cuộc sống phong phú của cư dân Đông Sơn, hay hình ảnh cánh chim lạc thể hiện tinh thần trở về với cội nguồn. Trống đồng còn được coi như một linh vật của người Việt cổ trong các lễ hội, là bộ sử bằng hình ảnh khi hệ thống chữ viết chưa hoàn thiện và phát triển. Người ta thích cái trống đồng là ngoài đã đẹp rồi, nhưng mà đã còn phải âm thanh này, thật kêu, thật như thế là trống hộ. Là cả một công việc rất chi là kỳ công và qua nhiều năm kinh nghiệm thì mới làm ra được nhân phẩm như thế. Căn cứ kế hoạch ủy ban tỉnh thì ủy ban huyện cũng đã có cái văn bản chỉ đạo đề nghị ủy ban tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, sẽ tạo ra cái tiềm năng thế lực cho cái ngành nghề truyền thống cổ truyền này, phát triển góp phần vào cái việc phát triển kinh tế chung của địa phương. Nghề đúc đồng không chỉ đòi hỏi trình độ tay nghề cao mà còn thử thách sự bền bỉ, kiên trì của những người thợ, người nghệ nhân. Với tinh thần khám phá, chiếm lĩnh kỹ thuật chế tác đồng thau của người xưa, những hậu duệ của làng đúc đồng Trà Đông vẫn tiếp nối mạch nguồn sáng tạo, đưa nghệ thuật đúc đồng đến với đỉnh cao mới.